Chị hai. Dạ đồ cố má. Con đâu có dám chú ý như vậy. Mỗi bữa bà ngủ trong phòng, chừng nào bà thức dậy bà kêu nước. Con pha nước xong rồi con bưng vô nước trong phòng cho bà rửa mặt. Bữa nay bà bói gì vậy bà kêu nước. Con xách cái sao nước sôi ra ngoài hàng lãng, con kiếm nước lạnh con pha. Bà bước ra bà thấy thau nước để đó, bà tưởng thau nước qua rồi, bà nhúng tay vô. Con đâu có dám vô ý mấy cái. Thôi chị ơi, ai mà nói lại cái miệng chị ơi. Đại xin lỗi đi, quỳ xuống. Dạ thưa bà. Dạ con lại bà, từ đài sắp tới con không dám gì nữa. Giang ra, tao đá con gái hỏng giờ. Dạ bẩm bà, tôi mới lên. Mới lên hả? Dạ. Sao? Bà con với Mạnh giỏi hết chứ. Dạ đội ơn bà và Mạnh. Mùa màng năm nay sao? Dạ năm nay chắc khổ quá bị gì? Lục là... Thất hả? Thất hay trúng gì đó tôi không cần biết. Nghe chưa? Dạ. Tới mùa lúa đông đủ cho tôi thì thôi, chứ còn thiếu một hộp á hả, tôi cho lính công đâu hả? Nhớ không? Dạ dạ nhớ. Lúc trúng mùa đâu có đông có hơn dạ nào đâu. Lúc thất mùa mà đập than với gian. Ra sao bếp chơi, lát ăn cơm sắp nhỏ. Dạ. Ê, 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 cái thằng kia, ai cho mày theo mày, ai cho mày, Trời đất quỷ thần ơi, mày làm gì mày muốn ăn tươi nuốt sống quá vậy? Tại sao mà tôi nói với má hoài mà má không chịu nghe lời tôi ạ? Tôi biểu má đuổi chị đi đi. Má không nghe thầy bói nói hả? Thầy bói nói cái tướng của chị là tướng sát phu, mà sát luôn cả gia đình chồng nữa. Má coi đó, về ở với anh hai chưa có được mấy năm á, thì anh hai bị xe đụng chết. Tôi với má đó là nhờ ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức lắm mới sống tới chừng này. Không thôi á hả thì chết ngụm với anh hai rồi. Mày nói tao mới nhớ, nhờ má con mình ăn chay đó con. Mô Phật. Con nói thì nghe cũng phải. Dễ quá đi. Mày làm không làm? Tôi má Hà Tiện, má chị ở đây hả? Thì thằng Sang nó đeo theo nó hư cho má coi. Nít gì nè, 5-6 tuổi rồi không chịu cho đi học. Mày nói sao nghe lắm xẹt. Gia tài tao có thằng cháu nội, mày không cho tao cưng đó, mày không cho tao thương đó. Mày biểu tao cưng thương ai giờ chứ? Không lẽ cưng mày hả? Thằng nhỏ nó có 5-6 tuổi đầu à. Mày đặt cho nó đi học, rồi ra ngoài đường nè, rồi nắng mưa nè, rồi xe cổ nè, rồi bệnh hoạn sao? Mày không nghe người ta thường nói à, người ta nói lấy thúng đồng lúa, chứ có ai nói lấy thúng đồng chữ bao giờ không? Con ngu á, con ngu vừa vừa nữa con. Bởi vậy cho nên nhà tôi mới kiếm thầy về dạy cho nó đó. Có chưa? Có rồi. Thầy giáo dạy học ăn tiền không vậy ha? Không, ổng tới chơi với nhà tôi rồi dạy cho Sang học luôn, không ăn tiền. À, nếu thầy giáo dạy học mà không ăn tiền á thì má cho cháu con học. Nhưng mà con nhớ nó, thầy giáo nào có dạy cháu con học thì dạy in ít nha con. Dạy nhiều quá nó học nó mệt, nó bệnh, biết không? Dạ. Ừ. Vô trong léo dài tôi mặc đi sớm một chút. Dạ. Lẹ lên. Đàn bạn gái đâu mà sàn te rẹt không à. Từ, trời đất ơi. Con ơi, con đưa qua đưa lỡ áo má rách hết. Làm ơn mặc vô giùm tôi nghe. Dạ. Cái tay này phỏng đau nè nghe. Dạ.
cài nút giùm tôi cái. Nghe tôi dặn nè. Dạ. Bữa nay có con gái mẹ nó lên đó. Dạ. Mày từ từ cái miệng mày chút. Dạ. Thay mẹ ăn tươi nó sống con người ta đi. Trời đất ơi, mày làm như là con gái mày dữ gì đó. Mô Phật. Con gái mà hiền lắm con. Hiền như bà La Sát vậy đó. Nghe tôi dặn nè. Dạ. Tôi có công chuyện qua thăm thím Thông. Dạ. Chiều tối tôi mới về. Dạ. Trưa tôi không ăn cơm. Dạ. Chừng nào có khách kiếm cần lắm á, hãy qua mời tôi về. Dạ. Bằng không thì thôi. Má, nhớ má, không? Má mà đi thăm ai vậy? Má có nước đi xòe. Mô tổ mày. Tao mà đứt một chết là về đứt cái đầu mày luôn phải không? Đàn bà gái đâu mà te rẹt không à. Má bao nhiêu lần rồi, má đừng lên đây nữa. Sao má lên đây hoài, má lên đây làm chi vậy má? Má nhớ con, má nhớ thằng Sang. Trời ơi, tối nằm nhớ tới con, má đứt từ đạn ruột đi con ơi. Nhưng mà con có lần nào má lên đây má vui vẻ, má về, má lên đây má cười đâu, cũng được cười má về đâu. Lần nào má lên đây má thấy không, má cũng khóc lóc, má đau khổ, má về. Má lên má chứng kiến những cái cảnh như vậy làm sao má chịu nổi. Bây giờ con xin má nha, bữa nay má ngồi đi với con nói với má hết con chuyện một bữa trước này thôi, rồi đừng bao giờ má lên đây nữa. Để má ngồi đi. Không sao đâu má. Cô Ba lên, bà đi đánh bài, cô Ba lên lầu khóa cửa lại rồi. Chừng nào cô Ba mở cửa con hay má ngồi đây đi, không sao đâu. Sao bây giờ con còn ở đây? Chồng chết, tan chồng mãn rồi. Sao con không về ở với má? Chứ chi ở đây người ta thương con không nói gì. Trời ơi, làm đầy tớ không công mà đánh lạch hoài chịu sao cho nổi. Con xin bà đi, nói gì về ở với má. Nếu bà không cho trốn đi, ở về chết chịu không nổi đâu. Về với má thì yên thân con rồi. Rồi thằng Sang con của con giờ tính sao với nó bây giờ? Trời ơi, tưởng gì Sang thì con của con cứ việc đem về, con nít con nôi ăn uống bao nhiêu mà sợ mà lo. Trời ơi, nói gì chứ đâu có dễ dàng như vậy má ơi. Nó có tiếng nó là con của con đó. Nhưng mà thấy không, một tiếng má, một tiếng mẹ nó còn không có quyền nó kêu con mà. Thằng Sang là cháu đích tôn của gia đình này. Đem nó ra khỏi nhà này, người ta còng đầu mẹ con mình đi. Cái gia đình này là cái gia đình quyền thế, cái gia đình danh giá mà má không nhớ sao? Thôi giờ má tính vậy, con để nó ở với bà nội đó đi. Rồi một ngày nào nó khôn lớn nó cũng biết ai là mẹ nó. Ôi lá rụng về cội, mất mát nó đâu mà sợ. Má ơi, con nghĩ tới chuyện đó hàng trăm lần rồi má. Má không biết chứ nhiều lúc khổ quá, con muốn bỏ nhà con trốn đi cho biệt xứ đi. Nhưng làm sao con đi được má? Con của con còn ở đây mà. Má coi coi đó, con đứt ruột con xanh nó ra mà. Lòng dạ nào con bỏ con đây mà con đi cho đành đoạn. Má ơi, bất hiếu má, con căn tội lỗi với trời Phật. Bỏ con xa con bỏ không được mà. Con bỏ con không được. Còn má, má thì lại cấm không cho lên đây. Sao không ai xét giùm cho tôi? Không ai thương tôi hết. Má đừng nói gì tội nghiệp con. Không phải con không thương, không nhớ má.
Không phải cô không tha thiết muốn gặp má, mà cơ cuộc đời của con giờ này, ngoài má ra cô có còn biết dựa vào ai mà con sống đâu. Nhưng mỗi lần mà lên đây con thấy người ta bạc đãi, người ta khinh khi má như vậy, con chịu không nổi má. Trời ơi. Má ơi, má hứa với con nha, má lên má thăm con lần này một lần chót nha. Mai mốt hay con xin phép bà được thì con về con thăm má. Con xin phép không được thì thôi má đừng lên đây nữa. Má hứa với con má ở yên ở dưới quê đi nha. Thôi yên sao đâu nổi mà yên với cái thằng Hư Quán Sĩ bây giờ. Nó còn ác độc hơn bằng 10 đời trước nữa. Cũng như cái vấn đề thằng Năm đó. Nó nói thằng Năm đó là phản loạn, là cộng sản gì đó. Để người ta đài thằng Năm đi côn ngôn biệt tích luôn mấy năm nay rồi. Yên hay là không yên gì má cũng không được quyền lên đây. Cái chỗ này không phải là chỗ mẹ con mình được quyền đặt chân tới. Má, má hứa với con đi, má đừng lên đây nữa nha má. Má đâu có ở đây, má ở dưới nhà bếp với con mà. Má hứa với con đi. Được rồi, hứa vậy thì hứa. Má lên đi thăm con hay có chuyện gì nữa không? Có. Má năm nay má nghe trong mình má yếu lắm rồi. Đáng lý gì má đi không có nổi, nhưng cũng có chút việc đây. Chuyện gì? Hồi xưa nội cưới má đôi bóng mùa u đi, kỷ niệm của ba con má gìn giữ cẩn thận lắm. Khi có con má đính rằng ngày nào con có gia đình má cho con như cái của hồi môn. Tội nghiệp con tôi nó không có được cái đám cưới như chị em bạn đó. Thôi cất đi để mà hộ thân nha con. Má ơi, con xin má, má đem cái này ra chợ nè, má bán đi, má lấy tiền má mua thuốc má uống. Lúc này con thấy má yếu hơn lúc trước nhiều đó. Con ở trên này có chân có diện, có đeo bông đâu qua gì đâu má đưa. Má đâu có biểu con đeo, má biểu con cất hộ thân định cải rồi má buồn. Để má ở chơi vài bữa với người sang rồi má về, má không hứa má không lên nữa đâu. Má ơi, mẹ con mình nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Con thấy được má vậy con mừng lắm rồi. Để con chạy ô con đưa má ra xe giờ nha má. Hả? Sao con nói sao? Má đi về liền bây giờ giùm con đi. Bây giờ ra xe về. Má đi. Trời đất ơi con điên rồi. Mới bước vô đây cái biểu trở ra gì. Má ở đây vài bữa với sang má nhớ nó. Rồi má hứa má là không có lên nữa mà. Khổ ghê gì đấy, má thương con mà má không hiểu dùm cái hoàn cảnh. Hiểu rồi, má hiểu. Bà trên này cấm không cho má ở đây. Thì má nói má ở nhà bếp. Thì kỳ rồi má lên má cũng ở nhà bếp đó. Tới chừng má về người ta la mất mấy lít gạo ở trên này nè. Hả? Người ta nghi má ăn cắp gạo của người ta đó. Trời ơi, nói không có sợ mang tội gì vậy? Muốn cấm cửa tôi rồi nói thêm nói bớt cho tôi, nói xấu cho tôi. Trời ơi, trời ơi, con tôi đẻ mà, cháu ngoại của tôi mà. Người ta giàu người ta muốn nói gì người ta nói. Mẹ con mình nghèo gấu rôm theo phận gấu rôm. Con đưa má ra xe về liền bây giờ nha má. Để má chờ bà về, má thưa má về. Bà đi đánh bài tới chiều tối mới về. Má nấn ná mà ở đây mà má kẹt xe đêm nay ở đây là con chết, con không có sống nổi đâu. Thế nào tôi cũng phải thưa bà tôi mới dám về. Người ta có đâu có cần một tiếng thưa tiếng gửi gì của bà mình. Không cần nhưng cái bổn phận tôi. Người ta muốn thấy cái mặt mình ở đây. Trời ơi nữa mà bắt lỗi ta... tôi rồi tôi làm sao. Người ta muốn nói bắt đầu bà... người ta nói cái gì má ở đây má cứ vui vẻ gì đó. Thôi sao cũng được. Sao cũng được con ơi. Cho ở một hai ngày thăm con thăm cháu. Không cho đuổi về. Đổ đường lên đây mới bước vô ra thì bị đuổi liền. Làm ơn thưa dùm với bà với cô ba.
tôi về đây. Tôi về cho tới chết tôi cũng không có bao giờ bước chân lên thế này vậy nữa. Đồng chí giám đốc Lê Chí Thành thay mặt lớp trẻ của nhà văn hóa tặng hoa cho má Bảy, nghệ sĩ ưu tú Kim Cương, nghệ sĩ Tú Trinh, nghệ sĩ Diễm Kiều và bé Kim Khánh. Thêm một lần chúng ta hoan nghênh nghệ sĩ cao tuổi tức là má Bảy thân yêu của chúng ta, nghệ sĩ Kim Cương và các nghệ sĩ.